Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Thịnh và Vũ, Vũ bữa nay nó bận chuyện rồi các bạn ơi. Mà nó có, hai anh em mình sẽ hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em cái kinh nghiệm, đó là làm sao mà mình về mình thả, mình mua con cá về mình thả con cá ra như thế nào, và mình làm thế nào để con cá không có bị bệnh, ít khi mà bị bệnh đó các bạn, hạn chế. Đây là cái thùng cá của ông Vũ các bạn, nó mới ship cho Thịnh nè. Cái này nó nói là nó tặng cho Thịnh, cá đẹp lắm á, nó cái này nó bán cặp khoảng 300.000 các bạn, cá đẹp lắm mà Thịnh cũng không biết cái gì trong đây nữa, tại nó nói là bí mật, anh mở đi rồi sẽ biết. Ok, thì anh em mình sẽ mở cá ra cho anh em xem nha. Làm gì mà nó gói kỹ trời. Đây, má ơi, ghép nữa, biết lắp ráp nữa, này có kinh nghiệm rồi. Này giá, các bạn có miếng giấy gì nữa nè bạn, nó ghi cái gì nữa đây, ký tên gì nữa đây. Hello, anh Thịnh, xấu xa, xấu xí, mập địch, đồ xí, này nó dám chửi mình mập địch luôn à. Xấu xí, mập địch, đồ xí, nè nó dám chửi mình mập địch luôn à. Tặng anh 3 cặp cá VIP để quay clip đó nha. Ký tên Thánh Sàm. À, đầu tư các bạn, đầu tư. À, nó dám chửi mình xấu xa, xấu xí, mập địch. Này, để bữa nào gặp nó đánh nó các bạn. Đây, thì 3 cặp cá của ông Vũ nè các bạn. Đù má ơi, đẹp quá các bạn ơi, đẹp lắm nha. Dumbo hắc mua nó các bạn. À, cá này cá tơ mà đẹp quá ta. Trời ơi, body mập quá, này nuôi cá mập quá, sao nó ốm rồi ta. Trời ơi, này ngáo đá gì, bọc này đóng 2 bọc, bọc này đóng bọc, không biết sao nữa, này nó bị chắc khùng hay gì. Đây các bạn, Dumbo Red Tide, mua đẹp, cá đẹp các bạn ơi, cá body mập. Cái máy, để mình coi cái máy cái đã. À, cái máy đuôi này, người ta cái máy Dumbo Hắc Môn, người ta đuôi xanh hoặc đuôi đỏ, cái này nó đuôi vàng luôn các bạn. Không mà cá bổn đẹp á. Cá này cá nhỏ mà bổn đẹp. Ok anh em ơi. Thì sau khi mình nhận cá và mình khui cái thùng cá ra đó các bạn, thì việc đầu tiên Thịnh đố anh em đó là làm gì. Thì thường là anh em sẽ ngâm cái bọc này vào hồ cá mà mình đã chuẩn bị nước sẵn đó anh em. Nhưng lưu ý một điều nha anh em, Thịnh sẽ hướng dẫn anh em nha. Thì đây là Thịnh có cái khay để mình, hồi mình bỏ cá ra nha các bạn, mình đừng có bỏ trực tiếp cái mình ngâm cái bọc mình thả cá vào luôn các bạn, mình phải bỏ vô cái khay nha. Thì mình sẽ khử trùng cái thau này nè các bạn, cái khay nhựa này ha, mình khử trùng với nước muối đó các bạn, là 4 lít nước 1 kg muối đó. Đây mình khử trùng cho sạch ha, khử trùng bằng nước muối cho an toàn hiệu quả, trong khi cái khay này mình để tùm bậy tùm bạ đó, vi khuẩn nấm mốc rồi nó bám vào đây nè, dễ gây cho con cá mình nó bị bệnh lắm các bạn. Đây hồ sô này mình cũng khử trùng luôn nha. Rồi cái bọc cá này các bạn, mình sẽ ngâm vào nước muối ha, mình ngâm vào nước muối, mình lộn qua lộn lại luôn các bạn. Đây mình ngâm vào hết nha, để mình khử trùng cái bọc đó, tại vì trong quá trình đóng cái thùng hàng đó các bạn, cái thùng xốp nè, ở trong đây, nhằm khi nó có nấm mốc nó dơ gì đó nó sẽ bám lên cái bọc này nè, còn mình không biết thì mình về mình bỏ thẳng cái bọc này trực tiếp vào cái hồ cá, hồ nước mà mình đã chuẩn bị sẵn đó các bạn, thì có thể là những cái con vi khuẩn nấm mốc trên cái bọc nó còn dính trên cái bọc, nó sẽ gián tiếp mà nó xâm nhập vào cái hồ nước của mình đã chuẩn bị để mà nó lây ra con cá. Khi mà con cá mình không có bệnh á, nhưng mà vi khuẩn nó đã vào trong nước rồi
nấm mốc nó đã vào trong nước rồi thì nó sẽ lây vô con cá mình nha các bạn. Hoặc là một số anh em đóng cá, đóng ở trại hay là gì đó, đóng thường để dưới đất đồ đó các bạn, đất để dưới đất đá đồ đó, hoặc là cái nền á mà nó không được vệ sinh sạch thì những cái con vi khuẩn nó sẽ bám vào thành bọc này các bạn. Nên mình sẽ vệ sinh, mình khử trùng cái bọc này. Ok, rồi vậy mình sẽ đi vào mình thả cá thôi nha các bạn. Ok, đi theo Thịnh nha. Đây anh em, thì vàng hồ của Thịnh và vỗ của Hổm á, Thánh Sàm á, đã set up. Bữa nay Thịnh đã có thả một số dòng cá nè anh em. Này là yellow lay đó anh em, thì Thịnh cũng đã thả số cá rồi. Ok, thì Thịnh sẽ hướng dẫn cho anh em thả cá nha, để Thịnh tắt cái máy oxy đi để nó bớt ồn. Rồi ok, đợi Thịnh cái anh em ơi, lấy cái kéo đó. Ok anh em ơi, Thịnh đã lấy được cái kéo rồi nè anh em. Rồi ok, thì Thịnh sẽ cắt những cái bọc này ra nha anh em. Mình nãy đã khử trùng rồi anh em nè. Anh em Thịnh hướng dẫn anh em là nên là cắt nha anh em, tại vì anh em để Thịnh cắt rồi Thịnh sẽ nói anh em ha. Đây, đổ nhẹ nhàng nó ra nha anh em. Ok, ui con cá mập dữ ạ. Cá đẹp quá anh em, cá nhỏ mà body lực ghê luôn á. Này nó nuôi cá không giống nó không này mày, nó ốm quá mà nuôi cá cũng mập á. Rồi Thịnh chia sẻ cho anh em thêm một cái kinh nghiệm mà Thịnh biết được ha. Đây anh em, thì Thịnh nói với anh em là mình đừng có nên là xé cái bọc. Mình xé cái bọc á thì nè, để Thịnh đây cái bọc này ha, Thịnh xé ha, thì nó sẽ cưa cưa nè anh em, nó sẽ có cái độ găng cưa của cái bọc nè anh em. Thì mình khi mình đổ con cá ra, con cá nó có thể là nó trúng mấy cái găng cưa này mà nó bị chày anh em, chày như vậy nó sẽ dễ bị bệnh hơn á. Còn nếu mà mình cắt cái đường mà nó cái đường rách nó đẹp vậy nè anh em, thì đổ con cá ra con cá ít khi nào bị chày lắm anh em. Cái đó là một cái kinh nghiệm của Thịnh nữa đó, mình chia sẻ cho anh em đó. Rồi ok, thì sau khi mà mình đã đổ cá ra vậy ha anh em, mình sẽ để cái khay này trực tiếp vào cái hồ cá luôn anh em. Hồ nước mình đã chuẩn bị sẵn nè, mình bỏ vào đây trực tiếp luôn. Rồi mình để vậy ha, mình để khoảng 5-10 phút. Cái mình nè, cái nãy mình Thịnh đã khử trùng cái hồ này rồi nè anh em, thì mình sẽ 5-10 phút cái mình sẽ múc nước này, mình châm vào cái khay này nghe anh em, cho nó quen được cái nhiệt độ và độ pH cũng như môi trường á. Mình sẽ châm nhẹ nhẹ ít nước vào trong cái khay đó để cho nó quen nước dần. Từ từ thì khoảng 1-2 tiếng gì đó thì mình sẽ đổ con cá ra nha anh em, để cho con cá tránh bị sốc nhiệt, sốc nước nha anh em. Ok, thì Thịnh đã chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm cũng như là những bài học hỏi mà của Thịnh tự rút ra, hoặc là Thịnh học hỏi từ những cái anh em chơi cá trước, hoặc là các vị tiền bối khác đó, chỉ cho Thịnh được gì thì Thịnh sẽ chỉ cho anh em nhiêu đó. Ok, vậy anh em ơi, anh em nhớ like và subscribe kênh, cũng như để lại một ý kiến của cá nhân của mình về cái video của Thịnh nha, để cho Thịnh có thêm nhiều động lực làm những cái video mới cho anh em. Ok, bye bye anh em.